Xin chào các bạn, thì tôi rất vui khi gặp bạn bè, người thân và fan hâm mộ hay hỏi tôi là bác ơi, bác có tuổi như vậy rồi mà sao bác luôn giữ một cái thể hình cường tráng khỏe mạnh như vậy, thì bác có bí kíp gì không? Thì thật sự tôi không có bí kíp gì hết, ngoài việc tập thể dục, chăm chút tập thể dục thì tôi đang sử dụng viên đại quốc đan. Những người mà lớn tuổi các bạn, bác sĩ thường khuyến cáo là không nên tập thể dục nhiều, không nên hoạt động nhiều và tập thì phải đúng nguồn tác chứ dễ dẫn đến việc thoái hóa cuộc sống, thậm chí dẫn đến việc chấn thương trong xương khớp nữa. Nên tôi rất chăm chú vào việc đó. Thì bản thân tôi thì ngoài cái việc tập luyện hàng ngày và nhất là những lúc trái gió trở trời hoặc là những hoạt động liên tục thì xương khớp rất là mỏi, nhất là đêm về thì rất là rã rời, mệt mỏi. Thì khi tôi sử dụng viên đại quốc đan này thì tất cả những triệu chứng như nhức mỏi nó giảm thiểu rất nhiều. Và hơn nữa thì trong thành phần của thuốc thì có cái việc bồi bổ cái khung xương cho mình, nên tôi rất yên tâm sử dụng. Và cái điều mà tôi tâm đắc nhất là thứ nhất là viên đại quốc đan được bào chế bằng hoàn toàn bằng thảo dược và ép trong thành từng viên. Mỗi ngày uống là 2 liều, thì mỗi lần là 2 viên, uống vào trước bữa ăn hay sau bữa ăn lúc nào cũng được các bạn. Và cái thuận tiện là nó dễ dàng mang đi, nên bây giờ tôi đi đâu hoạt động gì trong công tác thì tôi cũng thường mang theo các bạn. Còn cái thứ hai á, các bạn biết không, thì uống thuốc tây thì tôi thấy bị phản ứng phụ đó, như là nóng rát bao tử. Và nhiều bạn bè nói nếu anh uống thuốc mà điều trị xương khớp bằng thuốc tây thường xuyên á, dễ dẫn đến suy thận, suy gan. Riêng tôi uống đại quốc đan này á, thì các triệu chứng mà nhức mỏi không còn nữa. Và cái mà tôi yên tâm nhất là tôi thấy không có phản ứng phụ. Các bạn biết đó, xương là một hệ khung mà bảo vệ cơ thể một cách vững chãi cho các hoạt động. Thì nếu mà về tuổi già thì thường là sau những năm tháng hoạt động nhiều thì sự bào mòn, thoái hóa về khớp nó diễn ra, thì giảm cho chúng ta cái hoạt động nó không trơn tru, không dẻo dai nữa. Nên chúng ta luôn quan tâm đến cái việc mà bảo dưỡng về xương khớp. Tất cả đó là thuộc là bệnh lý. Và riêng về đại quốc đan này thì có cái hỗ trợ về giảm thiểu các triệu chứng về thoái hóa cuộc sống và hỗ trợ phục hồi lại tất cả những hệ xương mà đã bị tổn thương, mà ta gọi là bệnh lý á các bạn. Đại quốc đan này thì được thành phần được bào chế gồm cây dây đâu xương nè, rồi cao quốc quỷ, rồi cao kê huyết đằng và thổ phục linh đó các bạn. Tất cả những thành phần vừa rồi tôi nói là hoàn toàn là thảo dược thiên nhiên, nên các bạn yên tâm sử dụng và không sợ đến phản ứng phụ. Thường khi sử dụng tất cả sản phẩm nào thì tôi cũng đánh giá và tham khảo các hiệu quả mà các người đang sử dụng review. Và cái quan trọng là được Bộ Y tế cấp phép chứng nhận trên cả nước, nên tôi rất yên tâm sử dụng. Nên tôi nghĩ các bạn nào đang vướng vào những tình trạng đau mỏi nhức khớp và muốn bồi bổ khung xương của mình thì nên sử dụng viên đại quốc đan.